thưa quý khán giả, chương trình vấn đề hôm nay. Dạ, kính thưa quý khán giả, chúng tôi trở lại với chương trình này là tại vì cái mùa bầu cử nó rất là hấp dẫn. Ôi chúa cha, bầu cử phải nói là kì. Rất hấp dẫn. Đang nóng và là dạ. Thưa quý vị, hấp dẫn mà còn là nữa. Vâng. Là như thế nào? Thành tích của Trump rồi cái thành tích của Clinton ra sao, mời anh Thảo. Vâng. Thì thưa, chúng ta thấy rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Hoa Kỳ mà có một cái sự bầu cử của hai ứng cử viên. Mà nếu nói về những cái thành quả thì thật tình mà nói là hầu như là không đi theo với cái quy luật của cái bầu cử gì cả. Yeah. Bà Hillary Clinton thì mình thấy có rất nhiều những cái vấn đề nan giải của bà. Ví dụ cái email chẳng hạn, bà dùng cái email server, biết bao nhiêu lộ ra những cái email mà quan trọng mà người các nước khác nó có thể nó lấy được. Và ngay cả cái vấn đề Benghazi, bốn cái người Hoa Kỳ bị giết khi bà đang là cái ngoại trưởng Hoa Kỳ, Bộ Ngoại trưởng Bộ Ngoại giao. Vì ông Donald Trump thì là một cái người businessman mà thôi. Ba vợ. Và ông ta lại từng file bankrupt. Và thật tình mà nói thì ông ta nói từ lung tung tang lắng trong cái thời gian qua và trong cái lần primary của Đảng Cộng Hòa. Đây khai là cái một thế này, xin tổng lượng cái thế này. Trong lịch sử thì đây là bao nhiêu đời tổng thống rồi, lần đầu tiên có một người được nominate ra để ứng cử tổng thống. Dạ vâng. Và một người thương buôn. Dạ vâng. Không có một chút nào về vấn đề biết về chính trị nhiều hết. Vâng. Bị mấy đài nó chất vấn rất nhiều. Cuối cùng là cái người này là kỳ. Yeah. Cái chữ là kỳ và quái đản và là những cái tố cáo lẫn nhau mình không thể tưởng tượng được. Vâng. Thế bây giờ là người ta cho rằng có sự sắp đặt của chính giới. Thưa quý vị, cho tôi xin được là cái giới giấu mặt. Yeah, vâng. Thì không mình có thể bàn lại được. Vâng. Mình nói là trong cái bằng cờ này như vậy thì anh Tham nghĩ nó đúng không? Người ta phải nghĩ rằng bởi vì cái sự biến chuyển này nó kỳ dị quá. Không có ai đưa ra hai người ứng cử viên mà thật tình mà nói là không có qualify, không có hội đủ điều kiện gì trên cả. Thì chắc phải là có một gì đó. Bà Hillary Clinton thì thế nào là bà cũng không làm gì được. Rồi ông Donald Trump thế nào rồi ông ta cũng không làm gì được. Thì để có một cái gì đó. Chứ còn khi không mà ai lại đưa ra hai cái người ứng cử viên một cách kỳ gì vậy? Không, đặc biệt là ông Donald Trump. Dạ. Từ đầu primary election đó, dạ, là những cái chốc bu của Đảng Cộng Hòa biết là không thể để cho ông Trump vô được. Vâng. Vì ông Trump vô là hư liền. Dạ vâng. Tới chừng nửa đường. Vâng. Thì khi thấy ông Trump cái momentum ông đi quá mạnh. Dạ vâng. Và ông có được gọi là cái giới phải nói rằng là blue collar worker. Dạ. Hoặc là mình nói là redneck là cái gì whatever. Dạ. Phải không? Dạ. Thì Đảng Cộng Hòa thì nguy hiểm rồi. Dạ. Đó mình dẹp ông Bush ra. Vâng. Ủng hộ cho ông Florida người Cuba đó. Yeah. Rubio. Yeah. Thì khi đó là dồn tiền cho Rubio mà Rubio là lên một cái lần đi mấy dự Trump và Rubio thấy Rubio yếu quá. Yeah, vâng. Yếu quá thua Trump. Yeah. À, thì khi đó mình nghĩ tới ai? Yeah. Nghĩ tới Ted Cruz. Yeah. Và khi đó thì trễ rồi, tại vì yeah, xưa nay là thượng viện không ưa Ted Cruz, mấy cái đồng viện đó. Vâng, thành ra không làm cho Ted Cruz mạnh. Và cuối cùng đã gạt hết. Vâng. 16 người tổng số. 16 người mà toàn là những cái tay tổ thôi. Toàn là những cái tay gọi là lực lượng, là nội công thâm hầu vậy đó. Yeah. Mà lại thua cái anh chính Donald Trump. Chủ nhiên. Vậy là một cái chuyện hết sức là lạ lùng. Hết sức là lạ lùng. Vâng. Nói phét. Rồi Hillary cũng vậy. Dạ vâng. Bên đây là một cái bà già 69 tuổi. Dạ. Tuổi hời là năm nay 69 tuổi. Trong lúc đó đảng Dân Chủ dưới sức có những người trẻ này ra. Rất nhiều người. Không, dạ vâng. Nhưng mà người trẻ không ra được là tại vì người ta không muốn. Người trẻ ra là không thắng được. Dạ vâng. Không dạ thắng dạ được. Bà Hillary mà không bà được. Này cũng có rất nhiều thành tích. Như cái này mình vừa nói là cái về cái email chẳng hạn. Dạ. Những người khác mà có phạm vào email đó là bị đuổi từ lâu rồi. Dạ vâng. Cái thứ hai là Benghazi, cái vụ mà những cái người ông đại sứ của Hoa Kỳ bị thiệt mạng bởi vì do cái sự bất cẩn của trong cái vấn đề điều hành đó. Yeah. Rồi rất là nhiều những cái chuyện khác từ trước đến giờ không có ai thích cái bà này hết. Vâng. Cả. Thì cái đó có thể chứng minh như thế này. Dạ. Yeah. Sau khi đã sắp xếp cho một người minority trúng cử lần thứ nhất, trúng cử lần thứ hai đó là tổng thống Obama. Obama kìa, yeah. Và sau khi thế lực giấu mặt đó họ nghĩ là cần sắp xếp thêm một nhiệm kỳ cho Hillary là của Đảng Dân Chủ nữa. Yeah. Để thấy cái gì lạ, thấy một người minority tất nhiên là đàn bà. Một, yeah. Và là có kinh nghiệm. Yeah. Nhưng mà ở trong cái Đảng Dân Chủ thì cũng đầy tội lỗi. Yeah. Nhưng mà để ra thử có đấu đầu được với bên Cộng Hòa không? Yeah. Mà nếu đấu đầu với 16 ông kia là thua. Yeah, vâng. Nhưng bây giờ họ sắp chết cho đấu đầu với ông Trump. Ông Trump.
chỉ có đấu đầu với ông Trump mới thắng. Cho nên kỳ vừa rồi mà ông Trump ông đòi rút ra mà ông bị từ chức hay ông bị buộc và rút ra trước cái debate thứ hai là bên phía dân chủ sợ lắm. Là tại vì để ông Fred lên hay là bất cứ ai replay gì cũng như là chủ tịch hạ viện rồi chẳng hạn là chết liền. Hillary phải bay. Thật sự là anh Lương nói rất là đúng, đây là một cái sự người ta nghĩ rằng là một cái sự sắp đặt kỳ diệu, bởi vì không thể nào mà cái tình trạng chính trị tại Hoa Kỳ như vậy. Nhưng mà với những cái sự kiện như vậy, người ta thấy cộng thêm vào đó tại châu Âu, anh thấy là cái Brexit đó, tức là bây giờ Anh nó bắt đầu nó muốn rót ra khỏi cái thị trường chung Âu châu. Đó là một cái hiện tượng phải nói hết sức là kỳ dị. Cái nước Anh là một cái nước mà gọi là đang nòng cốt trong cái thị trường chung Âu châu mà lại rút ra. Cái điều đó là một cái điều mà không có ai nghĩ tới được, nhưng mà nó xảy tới. Điều đó chúng ta thấy rằng là cái quan điểm về chính trị của thế giới đang đi vào một cái cuộc cách mạng mới. Tại Hoa Kỳ, những cái nhà mà gọi là candidate, những người ra để ứng cử là họ phản ánh được trung thực những cái gì về văn hóa, kinh tế, chính trị của người dân. Nói tóm lại là truyền thống không còn gứt nữa. Truyền thống không còn nữa. Tất cả mọi hình thức từ trước đến giờ, một cái hệ thống từ trước đến giờ đã đặt thành một cái nền tảng cho thế giới, bây giờ nó đã thay đổi. Thì cái điều đó nó cũng đúng, là bởi vì mình thấy rằng bây giờ Nga và Trung Cộng chẳng hạn cũng đang cố gắng để mà thay đổi. Và ngay cái trục mà quan trọng nhất là dầu. Trước đây dầu là một cái điều giống như điều huyết mạch của cả thế giới đấy. Mà qua năm 2016 dầu nó không đóng một cái vai trò quan trọng trong cái vấn đề kinh tế của thế giới nữa. Nó trục xuống. Dầu bây giờ ngày hôm nay chỉ còn là 50 một cái barrel. Mà ngày xưa là 100 mấy 110. Thật sự chúng ta thấy rằng một cái sự thay đổi rất là nhiều trên phương diện của cái thế giới. Để qua cái cuộc bầu cử này mình thì thấy. Bây giờ là những cái tranh cãi giữa ông Trump với bà Clinton là nó tận cùng bằng số rồi. Thì những cái chỉ trích bêu rũ tận cùng giữa hai người này đó, bêu rễu đó, là cái đòn gì và nó đã xảy ra như thế nào? Cái lần mà gọi là debate lần thứ hai vừa rồi đó, như là ông bà và anh chị em có theo dõi thì mình biết rằng là trước cái ngày mà debate đó là coi như là ông Donald Trump, người ta nghĩ rằng một á là ông ta phải từ chức. Hai là cái lần này là ông ta thua rồi, là bởi vì những cái gì mà người ta đưa ra về cái video và cái lời âm thanh ông ta dùng những cái lời bất khiếm nhã đối với phái nữ như vậy, thì người ta rằng không cách gì mà ông này có thể tồn tại được. Rồi vậy mà cái ngày ra debate ông ta vẫn còn tồn tại, không những còn tồn tại mà còn miệng lưỡi mà còn tiến lên nữa. Cái miệng lưỡi của ông thì dĩ nhiên là nó cũng xóa được, là tại vì cái video đã ra ngoài quần chúng là đơn. Nhưng mà luôn luôn họ có cái lý do để họ bẻ lại. Mới nói chuyện thường của một cái con người giống như ông nói, ông là star, tất nhiên là cái ngôi sao, thì bất cứ cái gì mà ông làm đàn bà là cái chuyện thường. Mà ngay cũng có nhiều người lý luận rằng là đàn ông với nhau đôi khi nói mấy chuyện đó cũng thường. Nó đúng tương đối thôi, không thể đúng tuyệt đối. Tương đối là thế nào? Anh là lãnh tù một cái nước lớn trên thế giới, ít ra là nước nhỏ cũng phải đi, phải làm gương cái vấn đề sexuality, cái đời sống như vậy. Rồi đó là cái đòn của dân chủ đưa ra, rõ ràng đó, nghe là đòn đó là coi như là check mu, nghe là không mu được. Nhưng mà anh để ý một lần đó nữa là cái ngày hôm đó là WikiLeaks cũng tiết lộ ra những cái tin rất là đồng trời, có thể làm cho chuyển hướng cuộc bầu cái gọi là cái campaign của bà Hillary Clinton. Vậy mà họ biết trước. Họ đưa phát ra cái video đó, thành thực mình thấy là thì cái đó là cái đòn trả đòn của Trump cũng dữ lắm. Tính đến giờ phút này là khoảng chừng 5.000 cái mail của hai nhân vật ở trong WikiLeaks đưa ra. Thì có thể là hết bà Hillary, nhưng mà tôi nghĩ họ cũng quen rồi về cái đó. Thì không có cứu hết. Hai bên chỉ còn đánh giờ phút này là đánh những cái gì để kiếm những cái gì mới thôi. Mới mà thôi. Còn những cái chuyện cũ thì cũng cách nhau 10 điểm hay là 11 điểm hay 9 điểm. Dạ, đúng rồi. Cái quan trọng nhất á, là ở mấy cái swing state mà họ đang đi. Thì có 11 swing state, nó gọi là definite swing state. Và 5 cái state sau đó đó là họ gọi là potential. Potential swing state. Tức là có thể là tạo ra một cái áp lực và thay đổi được cái cục diện của cuộc bầu cử của năm 2016 này. Thì trong cái 11 mà cái tiểu bang mà gọi là căn bản đó đó, thì theo cái giải trương sĩ Lương, những cái tiểu bang nào là những tiểu bang quan trọng nhất mà bất kỳ một cái ứng cử viên nào muốn trở thành tổng thống của Hoa Kỳ thì phải thắng một trong những cái tiểu bang này. Một cái tiểu bang này là Ohio, Pennsylvania, Florida. Không thể thắng bởi ba cái tiểu bang đó, mà thua là thua luôn. Vâng. Và vì vậy cái trận đi
đi gọi là vận động vừa rồi đó, vâng, bà Hillary phải kêu Al Gore. À, phó tổng thống Al Gore qua Florida, dạ, tại vâng, vì tiểu bang đó là tiểu bang rất là kỷ niệm về ông Bush, dạ, tại vì cái tiểu bang đó mà Al Gore thua cái thằng Bush con ra. Nhưng mà anh có nhớ không là cái lần vừa rồi đó thì khi mà trong cái primary đó, dạ, thì cái tiểu bang Florida ông Donald Trump lại thắng rất lớn đó, so với là ngay cả của cái ông Rubio là lúc đó là thống đốc là nghị sĩ của tại Florida thua, mà Donald Trump vẫn thắng một cách rất là mạnh. Nhưng bây giờ tiểu bang đó cũng chưa quyết định có thắng hay không được. Bởi vậy, cái đó là mình đã nói rằng là cái đó chưa biết. Yeah. À, nhưng bây giờ ai hỏi có tin được cái 10 điểm cách biệt giữa Hillary và Trump không? Vâng. Trong cái mà four way poll đó, yeah, four way poll đó, vâng, thì từ 9 đến 11 điểm, vâng, tùy theo tiểu bang, nhưng mà em nói tổng quát là 10 điểm. Vâng. Thì cái 10 điểm đó, cái sai biệt đó làm sao Trump có thể thắng? Có những người cho rằng không thể thắng. Ừ. Nhưng mà cái đó tôi không biết ạ. À. Vâng. Tôi nhưng không mà có cái điều anh nhớ là tại Ohio đó, cái đặc biệt của tại Ohio là ba hồi đó thì ông Trump đi trước, mà ba hồi đó thì bà Hillary đi trước. Thành thử ngay tại Ohio mình thấy rằng nó đã làm một cái vấn đề hết sức là quan trọng. Cái nào đi nữa thì cũng phải nói rằng là tùy theo thôi. Yeah. Tại vì cái poll đôi khi đúng, đôi khi sai. Mà họ sử dụng cái poll như một cái tấm lý để cho người khác phải theo. Yeah. À, và để chúng ta bàn tiếp. Vâng, xin quý vị ngưng ngay để có một vài giây phút thương mại. Vâng. Xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi hẹn trở lại. Yeah.